Kính bạch thầy, chỉ dạy cho con rõ về phương pháp đối trị lại tâm ái kiết sử. Như nghĩ về cha mẹ và việc làm của cha mẹ anh em trong gia đình, như nghĩ đến bạn bè, đó là ái kiết sử, thì con đem nhân quả ra mà quét nó chứ không có gì hết. Đó là cái niềm ái kiết sử, chứ ở đây không có quán. Bởi vì về cái phần ái kiết sử mà muốn phá cái tâm thất kiết sử hay thập thất kiết sử đó, mà nếu nó có một cái niệm nào nó nằm ở trong đó thì con đem cái nhân quả ra, nhất là đối với cha mẹ, anh em, chị em trong gia đình của mình đó, thì nó là cái ái kiết sử rồi. Nhưng mà ái kiết sử thì mình nên quán nhân quả, đem nhân quả ra mổ xẻ, mà nhân quả thì học rồi. Bởi vì trong gia đình của mình đó là chùm nhân quả. Nếu mà cái chùm nhân quả của mình thì vẫn như đời nay thì mình biết, nhưng mà đời trước thì mình đâu có biết được nhân quả của mình đã sao, cho nên mình không hiểu nhân quả đời trước của mình. Ví dụ như đời trước cha mẹ anh em của mình đâu có biết, mình chỉ biết ở trong hiện tại, trong cái đời nay thôi, rồi mình thương yêu trong đời nay, nhưng mà trong đời khác, đời khác thì mình đâu biết. Ví dụ như cha mẹ trong đời khác, cha mẹ mình trong cái đời khác bây giờ nó thành con gà gì xung quanh mình bắt làm thịt, thì như vậy mình ái kiết sử chỗ nào? Cho nên mình lấy nhân quả đó mình phá cái ái kiến sử trong hiện tại cái đời nay của mình thì mình sẽ được bình an, con hiểu không? Đó thì như vậy, chứ không có cần gì. Đây là nó qua cái sự mà chánh tư duy, trên chánh tư duy để áp dụng được, nó áp dụng chứ không còn hỏi, mà qua cái bài học nữa. Ở đây nó không còn hỏi bài học mà nó là cái bài xả tâm rồi, mà nói về cái niềm ái kiến sử thì nó không phải là cái bài học để mà nói. Chừng nào mà mấy con làm không được, không hiểu thì mấy con phải trở về cái lớp chánh kiến trở lại để học những cái điều đó thâm sâu hơn, để áp dụng xả tâm, chứ không phải là ở trên này để học mà để chơi nữa. Không phải, cái chỗ này là cái niềm ái kiến sự, nó làm cho mấy con thương nhớ đau khổ, ngồi đây nhớ mẹ với cha của mình thì thôi nhớ thôi, mình xả không được, mình quán nhân quả không xong, thôi mình về gần với cha mẹ mình cho nó yên ổn hơn. Chứ ở đây mà cái kiểu đó tu chẳng tới đâu hết, mắc tâm lắm. Nó là như vậy thôi, chứ còn không thể học cái này được, mà cái này phải tự mình. Theo con hỏi tứ niệm xứ,